Phần trước về quê gốc chúng ta hôm nay làm tiếp cho thầy cái phần là đây là 02 đi. Hôm trước chúng ta đã làm việc với một số cái khái niệm cơ bản tạo cơ sở liệu và tạo bảng bằng công cụ bằng tool. Đó nhỉ. Thì trong cái phần này tôi sẽ làm việc với các cái câu lệnh DDL. Bộ câu lệnh DDL chúng ta gồm có là gì? Grid này, Enter này và Rope. Chúng ta chỉ có làm việc với các cái đối tượng liên quan đến các đối tượng như là Table, View, Store, Store Procedure, Function, Trigger, vân vân. Đây là một số các đối tượng cơ bản. Ta làm việc với bộ lệnh DML liên quan đến các câu lệnh như là thêm mới dữ liệu, Insert, Update dữ liệu, xóa dữ liệu, Delete và xem dữ liệu select. Đó là cái bộ lệnh mà chúng ta sẽ làm việc. Tool thì chúng ta làm việc nó cũng khá dễ dàng, nhưng với dev thì chúng ta phải thành thạo với các câu lệnh TSQL. Đó nhân này. Như vậy phần này chúng ta sẽ làm việc tiếp với cái đối tượng đầu tiên là đối tượng table. Với cách chúng ta là tạo bảng. Tạo bảng đơn giản hay là tạo bảng với các ràng buộc dữ liệu. Bảng đơn giản đây thì chúng ta định nghĩa là thêm khóa chính thôi, ràng buộc khóa chính primary key. Còn tạo bảng với các ràng buộc người ta gọi đó là các cái constraint. Chúng ta sẽ làm việc với từng loại con trên một và ý nghĩa sử dụng của nó như thế nào. Rồi, đây nó là cái phần bay nhất mà với dev chúng ta phải 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 control được nó, phải hiểu biết được nó. Có thể quay dưới nhỉ. Rồi thì chúng ta sẽ có về các con trên được định nghĩa thì chúng ta sẽ có như là primary key, đây là ràng buộc về khóa chính. Chúng ta có ràng buộc duy nhất UniQuery. Đấy, ta liệt kê ra một chút. Đây gọi là ràng buộc duy nhất. Khóa chính thì cũng là duy nhất. Đúng không ạ? Như khóa chính thì nó trên mỗi bảng nó chỉ có một khóa chính thôi. Khóa chính có thể tạo trên một cột hoặc là nhiều cột. Còn Unique thì cũng có thể tạo trên một cột hoặc nhiều cột. Nhưng nó có thể tạo nhiều cái duy nhất ở trên trên một bảng. Đúng không ạ? Đó là ràng buộc thứ hai. Loại ràng buộc thứ ba người ta gọi là một loại ràng buộc về miền dữ liệu. Thì điển hình nó như là check constraint. Cái này gọi là ràng buộc về miền dữ liệu. Cái miền to nhất thì người ta gọi là data type để quy định cái phạm vi lưu trữ của dữ liệu đấy. Nhưng trong nhiều trường hợp thì chúng ta lại giới hạn cái tập đấy nó nhỏ hơn. Đúng không? Chúng ta có ràng buộc mặc định default, này nó gọi là thuộc tính thì đúng hơn, gọi là giá trị mặc định, giá trị mặc định. Một loại ràng buộc nữa mà chúng ta quan tâm đến ràng buộc hay gọi là thuộc tính not null, cái này là quy định là gì, cột không cho phép giá trị null hay trống. Và một loại ràng buộc nữa thì gọi là ràng buộc tham chiếu, foreign key, này gọi là ràng buộc tham chiếu. Ràng buộc tham chiếu tức là nó liên quan đến hai bảng. Foreign key trong các định nghĩa về dữ liệu đó, khóa ngoại đấy. Vậy trên bảng là chúng ta có chừng này cái ràng buộc. Một loại nữa chúng ta cũng có thể gọi nó là một dạng constraint, nhưng bản chất nó là cái thuộc tính identity.
Cái này ta định nghĩa nó là thuộc tính. Thuộc tính trên cột. Và quy định giá trị tự động tăng khi thêm mới. Và ta có thể gọi nó là một cái constraint. Nhưng về mặt bản chất thì nó là một cái not known identity, nó là các thuộc tính quy định dữ liệu ở trên cái cột lưu trữ đấy. Nhân vậy chúng ta tạo ở đây, tạo bảng cũng như là sửa đổi đều được cho các cái loại ràng buộc này, được chưa? Vậy thì ta đi từng cái phần đơn giản thứ nhất và test luôn một số các cái câu lệnh đấy. À, ví dụ như là một đi, tạo bảng đơn giản này. Tạo bảng đơn giản và tạo khóa khóa chính, hiểu không? Ví dụ như là chúng ta có một cái bảng dữ liệu, bảng vật tư chẳng hạn, gồm có các cột như phần trước chúng ta đã làm, với mã vật tư, tên vật tư, đơn vị tính, phần trăm. Đó. Khóa chính PK, ta quy định PK của nó là mã vật tư, ta viết nó đơn giản như thế này, tức là tạo một cái bảng mà nó mới chỉ có khóa chính thôi, đúng không? Vậy thì trước tiên tạo bảng ở đây thì bạn học câu lệnh tạo mà DB rồi đúng không nhỉ? Đây, tiếp tục đây, tạo và sử dụng cơ sở dữ liệu trước này. Phần trước chúng ta đã tạo phần này rồi, Grid Database. Tên cơ sở dữ liệu ta ghi nó là Dev2009 SQL02. Đúng không ạ? Sau đó chúng ta sử dụng cái cơ sở dữ liệu này. Đó, đó. Sử dụng cái cơ sở dữ liệu này. Đó. Ok này. Ta execute nào. Sau đó thì bây giờ chúng ta mới đi bắt đầu tạo cái bảng với cái yêu cầu đơn giản như thế. Những cái câu lệnh này chúng ta cũng phải viết nó một cách thành thạo, thành kỹ năng, bởi vì có thể sau này là chúng ta sử dụng trực tiếp ở trên server, nhưng cũng có thể là những cái bảng này được tạo ra từ một cái chương trình nào đó kết nối đến server và ta execute từ công nghệ Net, Java hay là công nghệ nào đó mà không phải là chạy, bạn đang chạy trực tiếp ở trên TSQL này, đúng không? Đấy. Để tạo bảng có đơn giản, ta có grid table tên bảng, đúng không? Ta viết như này. Đấy. Tên bảng nhanh. Sau đó đến là danh sách các cột và kiểu dữ liệu tương ứng. À, danh sách cột chúng ta đặt ở đây, mã vật tư. À, chúng ta có thể xem lại trong cái bài lab ấy. Ở đây thì để là quy định nó là cha 4, đúng không? Nó là khóa chính, chúng ta thêm luôn vào đây primary key. Đây là cách tạo đơn giản nhất. À, sau đó đến tên vật tư. Tên vật tư thì chúng ta cho phép lưu trữ ký tự Unicode, nên chúng ta sẽ sử dụng nó là Navacha. Còn cái ký tự cha 4 như phần trước thầy có nói, đúng không nhỉ? Nó là kiểu fixed length, cố định và 5 Unicode, tức là lưu trữ các ký tự không dấu. À, chúng ta phân biệt rõ hai cái. Được đấy. Ví dụ tên vật tư nó dài hơn, ta để 50 chẳng hạn. Cái cột này có thể yêu cầu bắt buộc nhập, tức là not null, thì ta thêm vào, còn không mặc định nó là null. Đấy, đơn vị tính chúng ta để Navacha 20 chẳng hạn, hoặc là cột phần trăm ta để kiểu số thực. Một số cái kiểu dữ liệu chúng ta đã giới thiệu ở phần trước khi chúng ta tạo bằng công cụ, thì tạo bằng cái lệnh TSQL thì chúng ta sẽ viết nó như vậy.
Yeah, đây là cái câu lệnh mà tạo với bảng đơn giản đúng không? Ta SQL successful. Vậy thì đây chúng ta nhìn thấy là ví dụ prime key thì việc đầu tiên là tạo khóa, tức là cái dữ liệu trên cột này nó phải duy nhất trên tất cả các hàng trong bảng. Nhiệm vụ thứ hai nữa là chúng ta sẽ làm việc với các cái ràng buộc tham chiếu ấy, để tham chiếu được các ràng buộc quan hệ tham chiếu thì cái cột ở trên bảng bên một đây này nó phải là khóa chính hoặc là duy nhất. Đó, cái tiêu chí ràng buộc là như vậy. Như vậy đây chúng ta có thể mô tả luôn về về mặt dữ liệu để chúng ta hiểu hơn về cái ràng buộc ở trong cơ sở dữ liệu này. Ví dụ như là khi chúng ta thêm mới với câu lệnh DML đấy, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta thêm mới này, insert vào bảng vật tư với danh sách các cột. Nếu chúng ta không ghi danh sách cột, tức là mặc định chúng ta phải làm gì? Thêm tuần tự tất cả các cái gì đấy giá trị cho các cột trên bảng. Ví dụ chúng ta có là DD01 vật tư là đầu DVD Hitachi 4K, ví dụ thế. Nhưng ta chú ý rằng là đây là kiểu dữ liệu Unicode này. Nên khi ta thêm ấy, thì ta thêm cái ký tự đặc tả N vào đây. Đúng không? Tương tự như vậy, đơn vị tính ta để nó là chiếc đi. Và phần trăm là 50 chẳng hạn. Đấy. Đây là câu lệnh để chúng ta thêm. Và khi chúng ta execute cái câu lệnh này, ok, trong bảng ta có một dòng, nhưng bạn chạy lại một lần nữa thì nó thông báo cho ta là đã bị trùng đúng không nhỉ, trùng khóa. Đấy. Thì chúng ta để chúng ta hiểu cái khái niệm về khóa chính nó là như vậy. Và khi đó thì hệ thống nó tự tạo ra cho ta một cái tên này, tên constraint cho khóa này. Thông thường thì khi chúng ta tạo một cách đầy đủ thì bạn nên đặt cho nó cái tên để sau này chúng ta có thể kiểm soát cái tên đấy. Bạn có thể tạm thời ngưng cái dịch vụ hoặc là lại mở lại trong một cái giao dịch nào đó. Còn nếu không thì hệ thống luôn luôn sinh ra một cái tên duy nhất. Còn cái ràng buộc not null có nghĩa rằng là gì? Ví dụ chúng ta thêm ở đây một cái bảng ghi thứ hai, thầy vẫn ghi cách thứ hai, chúng ta ghi đầy đủ mã vật tư, tên vật tư, cái này thì nó không phân biệt chữ hoa chữ thường nhé, đơn vị tính và phần trăm. Chẳng hạn như là bạn không thích thêm cái cột vật tư này, bạn bỏ đi. Đó, thì ta chỉ bỏ đi này thôi, thì nó sẽ thêm tương ứng là giá trị trên các cột, ví dụ DD02. Nhưng câu lệnh này chắc chắn là cũng gì? Không thành công. Bởi vì là gì đấy? Cái cột tên vật tư của chúng ta là not null đúng không nhỉ? Đấy. Như vậy cái chỗ này nó sẽ sinh ra một cái lỗi như thế là not null, không thể thêm cái giá trị null vào cột tên vật tư. Bạn không liệt kê có nghĩa là chúng ta không thêm vào. Đúng không ạ? Đấy là cái ràng buộc đầu tiên. Đúng chưa? Chúng ta tạm ứng cái câu lệnh DDL với câu lệnh để xóa đi. Chúng ta chỉ việc là gì thôi? Drop table tên bảng vật tư. Đấy. Cái này là execute, là xóa bảng. Được chưa nào? Thì xóa đây để chúng ta tạo lại một chút. Ở đây thì vẫn đang mong muốn là chúng ta vẫn tạo cái tên bảng như thế. Hai nhỏ đi, tạo bảng với khóa chính và tên rõ ràng để cho nó đơn giản. Tên rõ ràng tức là chúng ta vẫn tạo như thế, nhưng ta thêm ở đây là gì? Constraint
Để viết sai à? Con à, thiếu chữ T này. Con trên PK à, chúng ta đặt khóa chính ta thường đặt với tiền số là PK, tên bảng vật tư, sau đó đến primary key, tức là chúng ta không dùng cái tên mặc định của hệ thống, chúng ta đặt cái quy tắc như vậy. Hoặc là chúng ta tạo bằng cách khác, tức là chúng ta sẽ tạo nó mà gì, sau khi liệt kê tất cả các cột rồi chúng ta mới bắt đầu đặt con trên. Nhưng mà nếu chúng ta đặt ở dưới này ấy, thì chúng ta phải thêm gì, nó ở trên cột nào, tức là chúng ta có các cái cú pháp khác nhau để bạn tạo ra nó. Được chưa nhỉ? Đấy, đặt luôn đây cũng được, hoặc là đặt ở phần cuối, liệt kê phần cuối thì chúng ta vẫn là cách nhau bằng dấu phẩy. Tức là phần này là phần mặc định này, chúng ta có thể không cần phần này. Kể cả trong tài liệu thi các cái chứng chỉ quốc tế MCSD nó cũng có cả những cái câu lệnh đơn giản thế này thôi. Nhưng nếu mà chúng ta không để ý là chúng ta lại trả lời sai. Các cái chứng chỉ của hãng của Microsoft nó có 6-7 cái đó, MCSD nó 6-7 loại. Nhưng trong đó nó luôn luôn có một cái mục liên quan đến là DB. Đó. Ok. Như vậy đấy là cách chúng ta tạo. Vẫn là ràng buộc tương ứng như vậy. Đúng không? Đấy. Khóa chính. Ta tạo một cái ràng buộc thứ tiếp theo đi. 3D. Tạo bảng với ràng buộc miền giá trị. Ràng buộc miền giá trị ở đây tức là ràng buộc check. Đúng không ạ? Đấy. Ràng buộc check ở đây thì bạn sẽ hình dung ra là gì? Bản thân nó là tập con của data. Tức là kiểu dữ liệu, tức là cái miền cột bây giờ lớn nhất vẫn là kiểu dữ liệu. Còn cái check constraint ấy thì nó chỉ làm hẹp cái phạm vi đấy lại thôi. Nhà tài gọi nó là tập con của data type. Đúng không ạ? Quy định khoản dữ liệu được lưu trữ trên cột. Ví dụ như là chúng ta có cái cột tuổi chẳng hạn, đúng không? Chúng ta chỉ lưu trữ cột tuổi từ 15 cho đến 45 thôi, ví dụ thế. Nhưng rõ ràng lúc này bạn vẫn phải dùng nó là kiểu tin in chẳng hạn, đúng không nhỉ? Tin in từ 0 đến 255. Small in thì nó khoảng 32.700. Số 8 cao nhất. Thì bây giờ cái tuổi thì chúng ta chỉ lưu trữ nó phạm vi nhỏ thôi. Chúng ta giới hạn cái phần đó. Đúng không? À, ví dụ mô tả cho cái check constraint thì chúng ta mô tả sau, ví dụ tạo bảng sinh viên chẳng hạn đi, đấy, với các cột là mã sinh viên, tên sinh viên, họ tên đi, tuổi đi, đấy. Và tuổi nó là trong khoảng này, thêm cái nữa, PK trên cột là gì, mã sinh viên. Bạn tạo bằng cách là đặt với cái con trên hoặc là không đặt con trên, thường thì thầy vẫn đặt đấy. Thì sau này chúng ta mà dùng các xử lý các cái giao dịch cho những cái bài toán các cái bảng thì bạn vẫn có những lúc kiểm soát đến là ta tạm thời ngưng hoạt động của cái con trên nào, check hoặc là bỏ hoặc là active nó lên. Đó. Cái câu lệnh tạo ra là gì? Create table sinh viên. Đó. Trên này chúng ta sẽ liệt kê các cột như là mã sinh viên, ví dụ như là cha ba đấy chẳng hạn, có khóa chính con trên PK sinh viên, bởi vì nó là duy nhất nên là ta chỉ cần đặt như này thôi. Còn chúng ta chỉ đầy đủ hơn thì ta thêm cái tên cột vào, đúng không ạ?
Primariki. Cột thứ hai là họ tên Navacha, đúng không? Ta ghi cả tiếng Việt, tiếng Unicode 50 chẳng hạn. Đấy, như ta đang quan tâm đến cái cột tiếp theo này. Thầy để là tuổi đi nhé. Tuổi. Tuổi chúng ta dùng tin in thôi. Chúng ta có tin in, small in, big in. Đúng không ạ? Những cái kiểu dữ liệu thì ta search ra cái chúng ta đọc, chúng ta biết cái phạm vi nào ta dùng. Tự nhiên sau này khi mà bạn đứng ở vai trò phân tích thiết kế hệ thống ấy, thì bạn lại xem là cái kiểu dữ liệu mà cái dữ liệu mà lưu trữ trên cột đấy nó nằm ở trong khoảng bao nhiêu. Đương nhiên chúng ta không đến lúc đấy là không có khái niệm dùng tùy tiện được. Chúng ta dùng các cái giao dịch tiền tệ trong ngân hàng chẳng hạn, trong chứng khoán chẳng hạn, rõ ràng là bạn phải cần cái việc đó. Đó. Như ở đây thầy đang muốn nói đến là chúng ta sử dụng một cái ràng buộc về mặt dữ liệu là gì? Constraint. Ràng buộc check constraint nhé. Constraint. Cái ràng buộc về miền thì chúng ta thường đặt nó là CK. Sau đó là đến tên bảng, sinh viên. Sau đó đến tên cột, tuổi. Đấy. Sau đó đến cái gì? Ta có thể viết xuống dưới dòng dưới cho nó dễ nhìn như này chẳng hạn. Thầy thì hay viết là như này, check tuổi tức là lớn hơn hoặc bằng bao nhiêu, 15, và n tuổi nhỏ hoặc bằng 45, ví dụ như vậy. Hoặc là người ta có thể viết như sau, đây thầy viết bằng hai cách. Đấy. Chỗ này chúng ta có thể thay là gì, between, tuổi between 15 n 45. Bạn có thấy là nó hai cách viết này nó khác nhau ở điểm nào đặc biệt không? Về cơ bản viết như này thì là giống nhau. Còn nó khác nhau ở điểm nào không? Between thì nó lấy cả hai cái biên. Còn ở trên chúng ta có thể bỏ dấu bằng đi, thì ta không lấy cận biên thì ta phải viết bằng cách trên. Đúng rồi. Đó. Còn check con trên thì nó như vậy. Ok. Chúng ta execute và chúng ta chạy thử. Ok. Chúng ta có thể liệt kê các cột và sau đó mới tạo các ràng buộc. Giống như phần ở trên thì lại không viết lại nữa. Đúng không? Đó. Bây giờ bạn thì thêm một cái dữ liệu để bạn test cái check con trên xem nào. Được chưa? Insert into sinh viên, thêm một cách đầy đủ nữa, mã sinh viên, họ tên và gì, tuổi. Đấy. Value mã ví dụ như là 43 ký tự à, SVS01 đi. Tên chúng ta là tiếng Việt có dấu, chúng ta cho chữ N vào, kiểu cái tự Unicode ta cho chữ N, ví dụ như là Trung Trịnh chẳng hạn. Và tuổi, ví dụ bình thường là chúng ta đang để bao nhiêu, 15 đến 45 đúng không? Ta test trong trường hợp nó lỗi chứ nào, ta để 10 thôi thì đương nhiên cái câu lệnh này nó sẽ gì, sẽ văng ra cái lỗi mà chúng ta thấy đấy, đúng không nhỉ? Tuổi nó phải là gì đấy, đúng không? Nhưng nếu chúng ta thay đổi nó như này, ta thêm bằng 20 chẳng hạn thì ok, đúng không? Cái câu lệnh này thì ok. Đấy. Đúng chưa? Chúng ta có thể xem dữ liệu trong bảng bằng câu lệnh select. Chúng ta sẽ có một cái bài học về riêng về phần select riêng. Các cái loại select truy vấn dữ liệu. Đây chúng ta ứng cái câu lệnh đơn giản. Rồi, đúng không nhỉ? Như vậy bây giờ thì bạn thì xem trong câu lệnh này nó đúng hay sai. Insert into sinh viên, mã sinh viên, họ tên, thầy chỉ thêm hai cột thôi. Value
ví dụ S02, họ tên Trịnh Trung, đó là tuổi không thêm nữa. Theo bạn thì có ok không? Có chạy được không? Có. Vẫn có đúng không? Bởi vì để chúng ta hiểu rõ hơn về cái anh gì đấy, anh trích con trên, và rõ ràng có những bạn nhìn thấy à câu lệnh như thế, nhưng tuổi nó nằm ở trong khoảng này, nhưng câu lệnh này chúng ta không thêm thì tuổi nó là gì? Nó là nụ, mặc định nó là nụ đúng không? Vậy chúng ta phải lý giải rằng là cái trích con trên này nó chỉ kiểm soát khi nào, khi dữ liệu ở trong cột đấy tác động, ví dụ thêm hoặc sửa chẳng hạn đúng không? Khi chúng ta thêm hoặc sửa cái dữ liệu ở trên cột đấy thì cái trích con trên này nó mới hoạt động. Còn chúng ta chả tác động gì đến cái cột đấy thì thôi. Vì chỗ này là có nhiều bạn hay bị nhầm như thế đấy. À nhìn thấy thiết lập con trên rồi nhưng mà chỗ này ta không thêm gì vào thì đầu tiên là nghĩ nó sai, nhưng bản chất nó lại không sai. Đúng không? Rồi ok, chúng ta lại làm tiếp cho thầy một cái mục thứ mấy rồi? 3 rồi đúng không? 4 đi. Tạo bảng với thuộc tính default của cột trên cột đi. Tức là thuộc tính default trên cột này có ý nghĩa là gì? Đúng không ạ? Tức là gì đấy? Thiết lập giá trị mặc định cho cột khi không thêm hoặc là sửa. Tức là chúng ta không thêm vào thì nó lấy giá trị mặc định, hoặc khi ta sửa đổi mà thực ra sửa thì nó không đúng thôi nhỉ, khi thêm thôi. Sửa thì rõ ràng sửa là bạn sửa chứ còn được chưa? Đấy, khi thêm mới, khi không thêm mới dữ liệu trên cột, thế thôi. Đó ạ. Ví dụ chúng ta tạo một cái bảng như sau. Tạo bảng, bảng môn học đi, gồm có mã môn học, tên môn học và số tín chỉ. Đấy. Trong đó khóa chính, chúng ta học khóa chính rồi, chúng ta sẽ mô tả cái PK nó trên mã môn học, đúng không? Và số tín chỉ mặc định là một tín. Chúng ta có học môn nào một tín không? Có chứ, đúng không? Là hai đi. Ví dụ như vậy. Thế thì câu lệnh tạo bảng của ta là gì? Grid table môn học. Đấy. Chúng ta tạo bảng môn học, à mã môn học, đúng không? Ví dụ như là tra 2. Được chưa nhỉ? Tên môn học Navacha 100 chẳng hạn. Đúng không? Số tín chỉ, chúng ta tạo số tín chỉ thì nó nhỏ nên chúng ta để là gì thôi, tín in. Nhưng cái chúng ta đang quan tâm đây là chúng ta tạo ràng buộc. À đây thầy không tạo ở đây nữa. À tạo đây trước đi. Con trên cái ràng buộc default ấy, chúng ta thường đặt bằng DS, tên bảng môn học đến tên cột số tín chỉ. Bởi vì nó có thể có nhiều cái cột mặc định nên là bạn thường đặt cái quy tắc như thế thì nó sẽ không trùng lặp. Đây nhỉ, default giá trị là 2 đúng không? Đấy, default 2. Và chúng ta còn một cái khóa chính nữa, chúng ta lại đặt là gì? Con trên PK môn học
đúng không nhỉ? Primary key trên cái cột là mã môn học. Đấy. Ta có các cách thức khác nhau. Ở đây thầy đang mô tả là các cách thức khác nhau. Có thể là đặt ở cái sau tên cột hoặc là đặt sau khi mà chúng ta đã tạo liệt kê danh sách cột. Chúng ta đến chú ý là phẩy để chỗ nào nó hợp lý nhé. Đấy. Ok. Như vậy chúng ta mô tả cái giá trị default ở đây có nghĩa là gì? Ví dụ như bạn thực hiện thêm mới dữ liệu insert into vào bảng môn học với cột mã môn học, tên môn học, số tín chỉ value, ví dụ như là mã môn học 01, tên môn học là lập trình căn bản C, ví dụ thế, và thêm chữ nào vào. Đương nhiên là số tín chỉ chúng ta đặt ngay là ok, câu lệnh này thì ok, đúng không? Nhưng chúng ta chú ý này, chúng ta copy tạo cái câu lệnh thứ hai, mã 02 đây là lập trình web, nhưng mà số tín chỉ ta bỏ đi không thêm, thì câu lệnh này có ok không? Vẫn ok, đúng không? Bởi vì sao không thêm thì nó sẽ lấy giá trị mặc định là mấy, là 2, đúng không nhỉ? Đấy. Chúng ta sẽ xem cái dữ liệu này xem đúng là sao from môn học, chạy thử xem có đúng là một cái là 3, một cái là 2, đúng chưa? Đấy. Như vậy lại quay lại một vấn đề nữa là có cái cột nào mà nó lại vừa có giá trị default, vừa có ràng buộc default, vừa có ràng buộc check không? Có chứ, đúng không? Tức là không thêm lấy giá trị mặc định, còn nếu thêm thì nó sẽ kiểm soát cái miền giá trị theo check constraint, đúng chưa? Đấy. Ví dụ chúng ta vẫn tạo cái bảng môn học này đi, đúng không? Ví dụ thôi, cột vừa có giá trị mặc định, vừa có ràng buộc check. Đúng không? Đấy. Vậy chúng ta xóa cái bảng kia đi, drop table môn học. Ta chưa học lệnh enter nên thầy cứ xóa đi, thầy làm lại. Xóa đi. Được chưa? Sau đó chúng ta copy lại. Chúng ta chạy lại. Nhưng ta thêm ở đây nữa là gì? Nhưng đây thầy muốn mô tả rằng là để dấu phẩy chỗ nào nó mới hợp lý nhé. Chứ không phải đến đây là phẩy một cái là toi. Thực ra cũng không toi đâu, nhưng mà lại phải viết đúng cái quy tắc. Nếu chúng ta để như này, con trên CK môn học số tín chỉ, đúng không ạ, check. Ví dụ như là số tín chỉ lớn hơn hoặc bằng 2 và số tín chỉ nhỏ hơn hoặc bằng 5, tức là môn nào nhiều lắm là 5 tín chỉ. Nếu như thầy viết này ok, đúng không nhỉ? Nếu mà thầy bỏ vào đây dấu phẩy có ok không? Có. Vẫn ok, đúng không nhỉ? Bởi vì chúng ta liệt kê được sau mà. Đấy. Bởi vì đến chỗ này là nó hết các cột rồi. Đúng không ạ? Nên đây chúng ta đặt đây dấu phẩy. Nhưng mà thông thường tạo trên một cột, chúng ta để như vậy nó có thể có nhiều các cái ràng buộc trên cột đấy. Đấy chưa ạ? Thì cái này vẫn ok, đúng không? Vậy khi đó chúng ta thử test lại cái câu lệnh này xem. Số tín chỉ. À, cái câu lệnh này này, câu lệnh này, hai câu lệnh insert ở trên ấy, cái này ok, đúng không? Vì nhỏ hơn, đúng không? Như để đây ta lại gõ nhầm đến số 5 nữa thì cái này nó sẽ là gì? Là sai. Nhưng cái ở dưới thì vẫn ok, bởi vì lúc này nó sẽ lấy giá trị mặc định default. Đúng chưa? Đấy. Như vậy là chúng ta đã có được các cái ràng buộc về mặt dữ liệu, đúng không ạ? Hay là những cái
check này, default này, primary key này. À, ví dụ như là tên môn học nó phải duy nhất chẳng hạn. Đúng không? Đó là các cái thành phần chúng ta sử dụng. Hãy lấy một cái 4 đến 5 đi. Tạo bảng với ràng buộc duy nhất. Đúng không ạ? Sử dụng cái ràng buộc duy nhất là chúng ta sử dụng cái Unix Uniqui. Uniqui thì đây là gì? Quy định giá trị trên cột là duy nhất. Nhưng nó khác nữa là gì? Cho phép chứa giá trị null. Nhưng nếu cái cột đấy mà để not null thì nó cũng không chứa được. Thì nó là thuộc về cái thuộc tính not null. Được chưa nhỉ? Nhưng ở đây chúng ta lại gì? Có thể tạo trên nhiều cột. Và đặc biệt là có thể tạo nhiều ràng buộc duy nhất trên bảng. Tạo trên nhiều cột khác, còn tạo nhiều cái duy nhất trên bảng thì nó lại khác đấy nhé. Nó giống như ví dụ chúng ta tạo một cái hồ sơ căn cước công dân chẳng hạn, quy định mỗi một người là mã phải duy nhất, chúng ta đặt là prime key này, số chứng minh nhân dân, cái số căn cước công dân ấy, thì đương nhiên là nó phải là gì rồi, là duy nhất. Nhưng trong nhiều trường hợp tôi quy định mỗi người có một cái hộp thư nhất định, thì cái hộp thư đấy cũng phải gì, cũng phải duy nhất. Tức là như vậy là chúng ta có hai cái ràng buộc duy nhất ở trên bảng, đúng không ạ? Đấy. Ví dụ như là chúng ta tạo một cái bảng như sau. Ví dụ tạo bảng khoa đi, gồm có mã khoa, tên khoa, đúng không nhỉ? Thế đi, đơn giản thế thôi. Thêm trưởng phòng, tê phòng. Nó khoa này ai làm trưởng phòng? Trong đó khóa chính là mã khoa, duy nhất unique là tên khoa. Ví dụ như vậy. Rồi, lấy hai cái đây. OK đúng không nhỉ? Ta có câu lệnh là gì đấy? Grid table khóa. Ta có ba cột thôi. Là mã khoa cha hai chẳng hạn, tên khoa nva cha 50 chẳng hạn, not null. Và gì, trưởng phòng cũng là tên nva cha, ai làm trưởng phòng 50. Sau đó chúng ta đi tạo các ràng buộc, trong đó có ràng buộc gì, ràng buộc về khóa chính pk, tên bảng khoa primary key, tên cột là mã khoa, đúng không ạ? Một cái ràng buộc thứ hai duy nhất chúng ta lại có thể là tạo ra constraint uniqui tên bảng, bởi vì nó có thể có nhiều trên cột đấy, ta đặt thêm cái tên cột uniqui trên cái cột là tên khoa. Cấu trúc nó là như vậy. Hoặc là chúng ta tạo ngay sau ở trên, hoặc là chúng ta có thể tạo nó như này, Ctrl C. Đặt luôn nó vào đây.
hoặc bỏ cái con trên. Như thầy nói ban đầu chúng ta không đả động gì đến con trên và tên, thì nó lấy giá trị mặc định, nó đặt giá trị mặc định. Chạy. Ta chạy từ nào? Như vậy thì cái duy nhất thì nó sẽ đảm bảo cho cái việc của chúng ta là gì? Khi bạn insert into vào bảng khoa value, ví dụ như là tên khoa, tức là khoa tin học chẳng hạn. Tin học. Trưởng phòng là ABC đúng không? Nào. Đấy. Như thế này thì ok đúng không? Chúng ta đều thêm được. Nhưng nếu chúng ta chạy thêm một cái nữa, nếu thế này thì nó xảy ra trùng khóa chính là TH này. Đấy. Private key chúng ta đọc thêm. Được chưa? Hoặc chúng ta thay cái câu lệnh này ở khoa tiếng Anh, nhưng mà chúng ta vẫn để cái chữ này như thế này thì nó làm sao, nó lại trùng về unique. Đấy, như vậy ở đây thầy đang muốn để liệt kê ra là sau này bạn chạy ở bất kỳ trên TSQL hay ở đâu đó mà nhìn thấy cái thông báo về unique key hay là prime key, chúng ta hiểu ngay nó là gì đây, liên quan đến các cái tính chất duy nhất đúng không ạ? Đấy, cái tính duy nhất. Được chưa? Như vậy là chúng ta còn một cái ràng buộc nữa, à còn một thuộc tính nữa cũng thường dùng đến đây trên này, số nhỏ nào, tức là ta nói về cái thuộc tính identity. Thuộc tính identity này có nghĩa là gì đấy? Thuộc tính trên cột dành cho các cột có kiểu dữ liệu số. Cái thứ hai nữa là gì? Quy định giá trị tự động tăng khi thêm mới dữ liệu. Có nghĩa là bạn không được thêm một cột này, đúng không nhỉ? Hay nói khác là cột không được phép thêm dữ liệu. Thế thôi. Tức là nếu mà chúng ta có quy định một cái cột là identity thì cái cột đó là cột bạn không được thêm dữ liệu. Đúng không nhỉ? Ví dụ như là thầy tạo một cái bảng đơn giản, ví dụ chúng ta tạo một cái bảng, tạo bảng 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 kết quả đi, gồm có ID, mã môn học, mã sinh viên, điểm, ví dụ như vậy. Trong đó này khóa chính là ID và có thêm là có gì đấy, thuộc tính identity, thế thôi. Còn các cái khác thì thôi, ta chưa cần đến, đúng không ạ? Như vậy tạo bảng thì ta có là gì? Create table kết quả chẳng hạn, liệt kê các cột ra. Ở đây nó vừa có ID, ta dùng kiểu in đi, vừa có thuộc tính identity.
identity, và vừa có cái ràng buộc khóa chính tức là primary key, đúng không ạ? Cột thứ hai mã môn học cha 2 chẳng hạn. Mã sinh viên cha 3 và gì điểm điểm thì đương nhiên nó sẽ là số số thực, đúng không nhỉ, lốt chẳng hạn. Thì đây thầy mô tả một cái bảng đơn giản mà nó có chứa cái identity, đúng không? Và chúng ta chú ý này, khi bạn thêm mới insert into, nếu có liệt kê thì chúng ta bỏ qua cái cột đấy đi, mã môn học, mã sinh viên và gì điểm value, ví dụ mã môn học 01, mã sinh viên S01, điểm 10 chẳng hạn. Này thì ok, đúng không nhỉ? Tức là chúng ta đã bỏ qua đi cái cột ID, đúng không? Đấy. Một cái khác nữa, chúng ta lại thêm như này, môn 01, sinh viên 02. Nhưng nếu chúng ta không liệt kê như này có được không? Thì chúng ta đã có 4 cột, đúng không? Đấy. Nhưng cái quy định cái cột đầu tiên là cột tự động tăng rồi. Thì khi chúng ta thêm giá trị, chúng ta không liệt kê đầy đủ thì cái bộ giá trị này tương ứng với các cột trong bảng nhưng nó bớt đi cái cột gì đấy, cột identity, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta chú ý một vài cái quy tắc như vậy thôi. Chúng ta xem là giá trị nó như thế nào. From kết quả. Ok. Đúng chưa? 1, 2. Như vậy ở đây chúng ta có một cái ghi chú đơn giản là với cái cột identity thôi, đúng không ạ? Ghi chú với cột có thuộc tính identity thì vào mặt cú pháp này thì mặc định là identity 1,1. Nếu identity là 1 tức là bắt đầu 1 và mỗi lần thêm mới thì nó tăng lên gì? 1 đơn vị. Thế thôi. Thì cái này nó tương ứng với việc bạn viết là identity. Đấy. Còn chúng ta có thể biến đổi, thay đổi. Thay đổi thì chúng ta chỉ việc thêm cái gì vào thôi? Identity. Đây là start và đây là gì? Step. Tức là cái giá trị khởi tạo ban đầu và cái bước lọc, chứ là bước tăng. Step increment, đúng không nhỉ? Step in. À, cái giá trị tăng. Đấy là cái chú ý về khi chúng ta về mặt cú pháp. Còn cái thứ hai là gì đấy? Một cái chú ý nữa là gì? Khi thêm mới giá trị trên cột có thuộc tính identity thì không cần, không được thêm dữ liệu. Chứ không phải không cần, không cần thì chúng ta lại có thể cần. Nhưng đây nó là không được, nó cú pháp. À, ok. Đúng không nhỉ? Thế là xong hết rồi đó. Các cái ràng buộc tạo bằng các câu lệnh tương ứng. Đấy. Đây, chúng ta đã có các cái bảng mà chúng ta vừa tạo ra đây, đúng không? Một cái ví dụ nữa là chúng ta tạo bảng, thầy lấy một cái mô hình như thế này chúng ta dễ nhìn đi. Ở cái bảng bài trước chúng ta đã làm bằng
bằng bằng tool rồi đấy. Ta nhìn mô hình nhé, ví dụ như là bảng phiếu xuất chi tiết, chưa được bảng này đi. Bảng nhà cung cấp và bảng đơn đặt hàng. Hay nói cách khác là cái đơn đặt hàng này được đặt ở nhà cung cấp nào. Vậy mối quan hệ này là mối quan hệ gì? Một nhiều. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta nhìn cái mô hình này nó dễ dàng hơn. Tức là một nhà cung cấp có thể cung cấp cho nhiều các cái đơn hàng khác nhau. Đúng không? Vậy chúng ta đang có một cái ràng buộc quan hệ dữ liệu đây là nhà cung cấp và đơn đặt hàng là mối quan hệ một nhiều. Trong cái hệ quản trị dữ liệu SQL Server thì nó không có khái niệm quan hệ nhiều nhiều, mà nó chỉ tồn tại mối quan hệ là một nhiều thôi. Đúng không ạ? Chẳng hạn như là cái bảng dữ liệu là bảng vật tư và phiếu xuất chẳng hạn, hay vật tư và phiếu nhập chẳng hạn, hay vật tư và đơn đặt hàng chẳng hạn, thì với hai cái bảng này thì người ta gọi là quan hệ nhiều nhiều. Nhưng thiết kế ở mức vật lý thì người ta phải tổ chức thêm một cái bảng gì? Bảng trung gian ở giữa. Đúng không ạ? Để chuyển nó về mối quan hệ một nhiều. Đúng chưa? Vậy thì khi chúng ta tạo các cái ràng buộc quan hệ này, chúng ta tạo nó như thế nào? Thì lấy hai cái bảng, ví dụ nhà cung cấp và đơn đặt hàng đây chẳng hạn. Đúng không? Ta đi qua cái mục thứ 7 đi. Tạo bảng có ràng buộc tham chiếu. Tức là cái ràng buộc có tên là foreign key. Đúng không ạ? Tạo bảng có ràng buộc tham chiếu. Foreign key dùng để làm gì? Đúng không nhỉ? Đấy. Đây chúng ta là sử dụng để ràng buộc dữ liệu. Dữ liệu phụ thuộc trên hai bảng. Nó chỉ trên hai bảng thôi nhé, chứ nó phải trên nhiều bảng thôi nhé. Tức là mỗi một cái quy định ràng buộc này nó chỉ tồn tại trên hai bảng thôi. Bảng bên một và bảng bên nhiều, hay là mối quan hệ một nhiều đấy. Không nhiều. Đúng không ạ? Đấy. Ví dụ như là chúng ta có mô tả một cái bảng trong cái mô hình đấy, nhà cung cấp so với mối quan hệ đây là đơn đặt hàng. Đấy, chỗ này thầy để cái này đi. Nhà cung cấp đơn đặt hàng thì đây là mối quan hệ một nhiều. Đúng không ạ? Mối quan hệ một nhiều. Giải nghĩa có nghĩa là một nhà cung cấp có thể cung cấp nhiều đơn hàng. Rõ ràng là như vậy. Trong cái bài toán chúng ta đang phân tích như vậy. Vậy thì cách chúng ta thể hiện cái ràng buộc này như thế nào? Đúng không? Rồi chúng ta lại quay lại đây, chúng ta phải tạo cái bảng bên một trước, đúng chưa nhỉ? Quay lên trên này chúng ta có cái nhà cung cấp này. Đây, có 4 cột. Đấy, số điện thoại có giá trị mặc định, chúng ta đã có đầy đủ các công cụ rồi. Chúng ta sẽ gì đấy? Tạo nó ở đây. Đấy. Khóa chính, mã nhà cung cấp, chúng ta tạo bảng một trước này, grid table nhà cung cấp. Tiếp theo là mã nhà cung cấp cha 3 not null. Thực ra là khi ta thiết lập luôn khóa chính ở đây ấy, thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là not null luôn. Đấy, như ta viết thì nó tưởng mình thôi. Primary key. Đúng không ạ? Cột thứ hai là tên nhà cung cấp. Thay cho thầy cái chữ N3 cha nhé. Chúng ta ghi cả tiếng Việt. Tên nhà cung cấp 100 đi. Not null. Đấy. Địa chỉ cũng not null. N3cha 200. Không cho phép để trống. Và điện thoại. Thì điện thoại đây chúng ta đương nhiên là chúng ta không nên dùng có dấu rồi. Ví dụ va cha 20
nút. Nút thì thôi, mặc định nó là nút. Nhưng nó có ràng buộc là gì? Mặc định là chưa có, đầy phô. Đề phô là bao nhiêu? Là chưa có. Đấy. Các ký tự Unicode. À, để này thì không ly được chữ chưa có đúng không? Rồi cho thêm chữ N vào. Để chúng ta cho cái đây là chữ chưa có. Được chưa? Thầy không viết cái con trên nữa. Khi chúng ta tạo các tài liệu ra ghi đầy đủ. Đây thầy lại ngắn gọn lại là như vậy. Được chưa nhỉ? Ok nè, execute. Xong, đúng không? Ta tạo cái bảng thứ hai. Theo mô tả ở đây là bảng đơn đặt hàng. Đấy. Nó cũng có 3 cột rồi, chắc là cũng nhanh rồi. Đơn đặt hàng. Nhưng có một cái mà chúng ta đang muốn mô tả là gì? Đơn đặt hàng này. Thì đây có một cái khái niệm là chúng ta sử dụng cái giá trị mặc định dùng hàm getDate trong đó. Trong SQL Server thì nó dùng getDate để xử lý với cái ngày mặc định. Chúng ta có thể test câu lệnh như sau: print getDate thì chúng ta sẽ trả về được cái giá trị là gì đó. Đúng không? Đơn giản thế. Nhưng có một cái là nhà mã nhà cung cấp này này. Bạn thêm cho thầy cái đây là tham chiếu đến bảng nhà cung cấp. Đấy. Cái chỗ là tham chiếu đến bảng nhà cung cấp. Được chưa? Ok, vậy chúng ta tạo câu lệnh đấy với thêm một cái ràng buộc nữa. Đơn đặt hàng. Chúng ta có là số đặt hàng cha 4 not null khóa chính primary key ngày đặt hàng. Kiểu dữ liệu là gì? Date time. Mặc định là ngày hiện hành. Tức là gì? Default getDate đúng không? Thế là sao? Nhưng với mã nhà cung cấp. Mã nhà cung cấp ở trên nó là mấy? Cha 3. Đương nhiên nó ràng buộc về phạm vi dữ liệu thì đầu tiên nó phải là gì? Có cùng kiểu dữ liệu, đúng không nhỉ? Đấy. Mã nhà cung cấp. Ta để đây là cha 3. Rồi ta lại ghi một cách đầy đủ này, con trên khóa ngoại thì ta thường đặt là FK trên cái bảng nào, trên cái bảng đơn đặt hàng. Đúng không ạ? Trên cái cột nào? Đúng không? Đấy, trên cái cột là mã nhà cung cấp. Thông thường người ta cũng không cần phải ghi tên bảng tham chiếu. Nhưng nếu đầy đủ hơn thì ta sẽ ghi nó là nhà cung cấp, xong rồi đó đến tên cột tham chiếu. Được chưa nào? Và ràng buộc này có cái tên là gì? Foreign key. Ở đây chúng ta đang viết sau tên cột để nó sẽ hiểu ngay đây là tên cột rồi. Đúng không? Nhưng re-foreign đến bảng nào, đến bảng nhà cung cấp, trên cái cột nào, trên cột mã nhà cung cấp. Đấy. Vậy thì trong SQL Server bảng 208 trở sau ấy, thì cả đoạn này bạn có thể bỏ qua. Đúng không? Nó sẽ
tự đặt, tự động. Như đây thầy đang viết một cách tường minh, chưa đủ đúng không nhỉ? Tạo cái liên kết này ấy, thì nó còn một số các cái tùy chọn. Vậy cái ràng buộc tham chiếu nó xảy ra khi nào? Tức là khi người dùng thêm mới dữ liệu, khi người dùng sửa đổi dữ liệu, khi người dùng xóa dữ liệu, nó đều chịu ảnh hưởng, đúng không? Đấy. Như vậy thì cái này nó sẽ quy định cho chúng ta là gì? Trong trường hợp on update, trong trường hợp sửa đổi dữ liệu, thì nó sẽ có bốn cái giá trị. Nó sẽ lựa chọn một trong bốn giá trị. Thứ nhất là cái case. Còn một số các ràng buộc khác nữa như là no action, set null và set default. Tức là nó có thể nhận một trong bốn giá trị đấy: cái case, no action, set null hoặc set default. Ý nghĩa của nó là gì? Được chưa? Rồi thầy viết xong thì thầy giải thích bằng cái bảng sau. Một cái hành động thứ hai là on delete. On delete thì người ta thường đặt no action. Đấy. Và tương tự như vậy nó sẽ còn một số các ràng buộc nữa: get kết, set null và set default. Đúng chưa nhỉ? Đây là trong cái hai cái hành động khi sửa đổi dữ liệu, hành động khi xóa dữ liệu. Sửa đổi thì nó có hai trạng thái là cho câu lệnh update, cho câu lệnh insert, đúng không? Rồi ta để đây, ta vẽ này cho nó dễ nhìn đi. Greenwood đi. Ví dụ chúng ta có đầu tiên là cái bảng nhà cung cấp này, bốn cột đúng không? Đấy, mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, điện thoại đúng không? Có bao nhiêu cột thôi. Ví dụ mã nhà cung cấp là N01, tên là gì đó vân vân, phải quan tâm đến khóa chính thôi. N02 vân vân, N03 vân vân. Đấy. Một cái bảng thứ hai là bảng đơn đặt hàng. Thì ta có số đặt hàng, ngày đặt hàng và mã nhà cung cấp. Như vậy cái ràng buộc chúng ta vừa tạo ra ấy, thì đầu tiên bạn thêm vào đơn đặt hàng, ví dụ như là D01 ngày vân vân, thì chúng ta chỉ được phép thêm giá trị trên cột này này là những giá trị mà đã tồn tại ở đâu? Ở đây đúng không? Ví dụ như này là đúng, N01. Ví dụ D02 ngày gì đó, N01. Có nghĩa là cái nhà cung cấp này đang cung cấp hai cái đơn hàng, đúng không? D03. Đấy. Nhập hàng cho cái N02 đi. Vân vân. Rất nhiều. D11 chẳng hạn. Chúng ta lại nhập đây là N04. Thì cái bản ghi này sẽ làm sao? Bản ghi này sẽ là không thêm được. Đúng không nhỉ? Bởi vì là cái N04 nó không có ở trong bảng nhà cung cấp. Đúng chưa? Thì chúng ta nhìn thấy là cái chú ý này. Đấy. Bây giờ chúng ta nhìn thấy rõ này. Khi chúng ta thêm một bảng ghi mới ở đây thì do cái chúng ta thiết lập cái foreign key. Do ta thiết lập cái này này. Thì bạn sẽ nhìn thấy rằng là nó quy định là cái dữ liệu này sẽ bị lỗi vì nó không tồn tại ở trong trong cái bảng này, tồn tại trong cái cột này. Đấy, nó không thêm được. Đấy là cái thứ nhất. Và thêm mới dữ liệu thì thêm liên quan đến đến bảng nhiều. Đây là mối quan hệ một nhiều. Được chưa? Vấn đề thứ hai nữa, chúng ta lại thấy này. Ở đây tại sao on update thì chúng ta lại chọn là get kết? Đúng không? Nếu chúng ta chọn là get kết thì chúng ta sẽ thấy một vấn đề như sau.
Nếu chúng ta thay đổi cái N01 này thành một cái mã khác là cái mã là N55 đi. Đấy. Chúng ta sẽ thay đây bằng N55. Thì nếu chúng ta chọn là on update kết kết thì hai cái dòng này nó cũng sẽ gì? Nó cũng sẽ thay bằng gì đấy? Thay bằng N55. Tức là nó tự động nó thay thế. Đấy là cái khái niệm về kết kết là như vậy. Vậy cái thứ hai nữa là gì? Chúng ta còn một khái niệm nữa là no action. Nếu chúng ta chọn là no action thì sao? Đúng không? Nếu chúng ta chọn no action. Đấy. Thì cái dữ liệu này là dữ liệu sẽ gì đấy? Nó sẽ không cho phép thay đổi. Tức là nó không cho phép cập nhật trên bảng nhà cung cấp nữa. Thì đấy là về mặt ràng buộc thứ hai là no action. Đúng rồi. Còn cái ràng buộc thứ ba là set null. Đấy. Set null thì chúng ta lại chú ý trên cái màn hình này này. Là ví dụ trong trường hợp mà chúng ta chọn là set null. Đấy. Đúng chưa? Trong trường hợp chúng ta chọn là set null. Đấy. Thì chúng ta thấy điều gì xảy ra? Tức là khi mà bạn thay đổi cái này là N8 đi chẳng hạn, thì cái này nó sẽ đặt về là gì? Là null. Thế thôi. Nó sẽ đổi tất cả những thành này về là gì? Là null. Nó giống như việc sau này bạn cập nhật cái mã lớp ấy, thì tất cả những sinh viên thuộc lớp đấy nó có thể là chưa vào cái mã lớp mà tôi đang mong muốn, và tôi sẽ xét nó về trạng thái là gì? Trạng thái null, để sau này chúng ta có thể cập nhật nó lại, đúng không? Thế vậy thì còn trạng thái nữa là trạng thái gì đấy? Set default. Set default có nghĩa là gì? Nếu chỗ này chúng ta để là set default, à? Mặc định của cái cột nào? À, nó mặc định của cái cột này này, của cái cột ở trong bảng này mà khi chúng ta thiết lập là default, chứ không phải là cái cột ở bảng nhà cung cấp đâu nhé. Nhiều bạn hay nhầm ở chỗ đấy. Tức là nếu chúng ta cập nhật trên cái bảng nhà cung cấp nhưng ở trong cái bảng đơn đặt hàng này mà chúng ta thiết lập cho nó thêm một cái ràng buộc default nữa, thì tất cả cái dòng mà chúng ta vừa ghi nó sẽ chuyển về giá trị là gì? Default. Còn nếu chúng ta để mặc định như này thì nó về là gì? Default của nó là null. Đúng không? Đấy. Đây là cái ý nghĩa mà chúng ta sử dụng trong nhiều bài toán chúng ta cũng phải dùng đến nó. Được chưa nhỉ? Vậy thì đến đây chúng ta dễ dàng hiểu rồi. Tại sao on delete chúng ta người ta lại thường dùng là no action? Đúng không nhỉ? Bởi vì nhỡ tay mà xóa một bản ghi nhà cung cấp. Đây, chỗ này là đang nhỡ tay đây. Ví dụ tự nhiên ông ấy nhỡ tay ông xóa cái bản này đi. Thì trên này mà có hàng trăm bản ghi thì nó cũng sẽ làm sao? Đã xóa hết. Như vậy thì rõ ràng là người ta sẽ lựa chọn là no action, có nghĩa là không cho phép xóa. Được chưa? Còn nếu chúng ta muốn xóa hết thì ta lại chọn là cái kết. Nếu chúng ta muốn set giá trị mặc định, lại mặc định cho cột đấy không xóa, set null hoặc là set default. Từ bảng 205 thì nó mới có hai cái ràng buộc đằng sau này nữa. Còn từ bảng 2000 hay là server ấy, đương nhiên bây giờ trên máy chủ thì nó cài lên 212, 214 đâu. Đấy, nó có thêm hai cái ràng buộc. Có chứ. Do mình thiết lập chứ. À đúng rồi. Mặc định chúng ta không làm gì thì bạn có thể nhìn thấy ngay ở trong cái tool này đều là no action hết. Mặc định chúng ta không làm gì thì nó đều là no action. Nên là mình chỉ ra đây là nếu chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta có thể thay đổi bằng câu lệnh hoặc là bằng cái công cụ cũng cho phép chúng ta lựa chọn. Đây, sau khi tài tạo hai cái bảng này xong này, chạy ok nha. Đấy. Thì bạn có thể nhìn thấy cái diagram đấy bằng cái công cụ này, database diagram. Đấy chưa? New. Chọn cái bảng nhà cung cấp và đơn đặt hàng. Chúng ta sẽ thấy nó có cái ràng buộc này. Đúng không?
Còn khi nãy nhá, chúng ta ép hai cái bảng khác vào nhé, ép table này, bảng khoa và bảng sinh viên chúng ta chưa tạo đúng không? Chưa tạo quan hệ gì thì nó à, tạo rồi à? Hay chưa? À chưa, thì nó đang không có liên hệ gì với nhau. Mặc dù chúng ta cũng đang muốn là hai bảng này khoa thuộc sinh viên nào đúng không? Quay lại đây chúng ta xem này, edit property này. Thì cái chúng ta vừa tạo ra là cái insert or update này. Đấy, delete là no action, update là cái kết là chính là do cái câu lệnh mà chúng ta vừa tạo ra ở đây. Đúng không? Đấy. Như vậy thì rõ ràng là gì? Lúc này ấy, mặc định thì nó đều hai cái này đều là no action. Không phải là trên bản 12 đâu mà từ đầu là thế. Bây giờ nó đều không cho phép sửa hoặc không cho phép xóa khi mà chúng ta đã tạo ràng buộc quan hệ. Đấy là trong trường hợp là có dữ liệu liên quan thôi nhé. Chứ nên nó không cho xóa đi thì nghe nó vô lý. Chẳng hạn như bản ghi này bạn xóa bình thường, cái N03 này đúng không nhỉ, nó chả ảnh hưởng gì đến ai. Bạn sửa bạn xóa bình thường. Nhưng chúng ta phải nói lại là nó ảnh hưởng khi mà các cái dữ liệu này đã gì, đã có mối quan hệ liên quan đến ở đây. Được chưa? Còn không thì thôi. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta tạo cái ràng buộc sau khi chúng ta đã thêm dữ liệu? Điều gì sẽ xảy ra cái việc đó? Có thể chúng ta sẽ không tạo được. Nếu như cái kiểu dữ liệu ở đây và kiểu dữ liệu ở đây là khác nhau, nếu như giá trị ở đây và giá trị ở đây nó không khớp nhau, không khớp nhau tức là ở đây có mà ở đây không có, đúng không nhỉ? Còn ở đây mà có rồi ở đây không có thì lại không ảnh hưởng gì. Tên trùng nhau là tự nhận diện. Tên thì nó lại không cần thiết, em đặt tên như nào cũng được. Ví dụ như là tên em thì ở nhà em thì ok rồi đúng không? Nhưng mà em lại có tham chiếu đến vợ em ở cái nhà ông khác, tên lại không cần. Nó chỉ quan tâm đến kiểu dữ liệu và gì, phạm vi lưu trữ. Đấy. Còn cái như thầy vừa nói là sau khi chúng ta thêm dữ liệu rồi chúng ta mới đi tạo cái ràng buộc quan hệ thì thông thường nó không hợp lý. Nhưng có nhiều lúc là chúng ta lại cần đến, chúng ta phải làm. Vậy thì nó xảy ra trong trường hợp là nếu dữ liệu tồn tại ở trên cái khóa ngoại đây này mà chưa tồn tại ở đây thì tức là chúng ta không thêm được. Chúng ta không tạo được quan hệ nữa. Mà muốn tạo quan hệ thì chúng bạn phải làm gì? Xóa cái này đi đã. Đúng không? Còn đương nhiên ở đây bạn có thêm N07, N08 mà dưới đây nó chưa có thì vẫn tạo bình thường. Đúng không? Đấy là một số các cái ràng buộc khi tạo mà chúng ta phải chú ý đến. Như vậy có nghĩa rằng là chúng ta còn một cái phần nữa mà chúng ta phải quan tâm đến là gì? Là gì đấy? Là mục thứ 8, đúng không nhỉ? Sửa đổi cấu trúc bảng. Ở đây với cái tiêu chí của ta quan tâm đến thôi là thêm xóa ràng buộc trên bảng. Ví dụ sau khi bạn tạo bảng xong rồi thì lúc này chúng ta mới nghĩ đến cái việc là gì đấy, thêm ràng buộc vào, đúng không nhỉ? Đấy, thầy lấy một cái ví dụ ở đây nhé. Chúng ta đang có cái bảng vật tư khi nãy chúng ta tạo đây này. Chúng ta đang có cái con trên là có mỗi cái con trên gì thôi, mỗi cái con trên mỗi cái primary key thôi, đúng không? Hiện tại là chúng ta mới có mỗi một cái primary key trên bảng vật tư. Nhưng trong bài yêu cầu là gì? Là chúng ta có này, not null. Đấy. Thêm giá trị mặc định. Thêm gì? Check con trên. Vậy nếu chúng ta thêm bằng câu lệnh sửa đổi cấu trúc bảng thì sao? Đúng không? Có những bạn nghĩ rằng là ui việc gì phải sửa, xóa sửa đi chúng tạo lại cũng được đúng không? Nhưng trong trường hợp nào thì không được? Trong trường hợp nó có dữ liệu rồi thì chúng ta không thể xóa được, mà chúng ta phải gì? Phải sửa. Chứ không phải là chúng nó sinh ra câu lệnh nó bị thừa đúng không?
Đấy là trường hợp thứ nhất về mặt dữ liệu. Trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là trong mỗi một bảng dữ liệu hay trong mỗi một cơ sở liệu nó có các cái quy tắc, có các cái quyền sở hữu, đúng không nhỉ? Tức là một số các cái quyền hạn được gắn ở trên cơ sở dữ liệu đó, được gắn trên cái bảng đấy. Nếu chúng ta xóa bảng tức là nó bị mất đi, thì cái ông DBA ông lại phải làm lại ấy. Cái trường hợp này thì chúng ta thông thường một số bạn thì lại không để ý đến, mà để ý đến mỗi cái việc đầu tiên là nó có dữ liệu rồi, bây giờ xóa thì nó mất, đúng không? Có khoảng triệu bản ghi rồi, bây giờ tự nhiên drop đi cái xong bắt đầu lại phải thêm lại từng dòng một, chết. Như trường hợp thứ hai thì còn quan trọng hơn, trong cái quản trị cơ sở liệu người ta đã phân cấp quyền hạn trên các đối tượng, vậy nếu chúng ta drop nó đi thì các quyền hạn đấy nó sẽ bị mất đi, nên là chúng ta mới có khái niệm về sửa đổi, đúng không nhỉ? Vậy thì bây giờ tiếp theo ở đây một vài cái khái niệm thì chúng ta có ví dụ như là trong bảng vật tư thầy đang để ở đây nhé, lấy luôn cái ví dụ này là cái thứ nhất 8.1 là thêm ràng buộc not null vào cột trong bảng. Đấy, ví dụ như là cái cột tên vật tư đây này, à cái đây nó not null này nhỉ, thôi được ta cứ add được chưa, thêm ràng buộc not null ở trong cột đơn vị tính đi, được chưa? Thì chúng ta sẽ có câu lệnh là enter table tên bảng là gì, vật tư. Đấy, enter column. Thầy phải xem lại sai rồi, Google. Đấy, enter table, enter not null chẳng hạn, hay là add not null content đó chẳng hạn, grab bar school này, xem ở trên trang của nó đâu. Đây nó có các ngôn ngữ khác nhau nhé, SQL này, xem trên trang chủ cho nó chính xác, vẫn chưa ra. Add not null content in SQL server. Chúng ta để SQL 0 thì nó trên nhiều các cái hệ thống khác nhau. Vẫn không ra chính cái trang mình mong muốn à. F1. Không đúng nhỉ. Enter colon not null SQL server. Đây rồi, đúng không ạ? Đấy, chúng ta xem ở trên này xem cái cú pháp của nó như nào. Cũng tranh thủ search để có những cái keyword phù hợp. Đấy, đúng chưa nhỉ? Đây, enter table, enter column, tên cột n va cha not null, có nghĩa là chúng ta sẽ có cú pháp là enter column, cột của chúng ta là gì, dv tính n va cha 20 not null, thế thôi, đúng không nhỉ? Ok. Đấy, như vậy bạn có thể nhìn thấy ngay ở bên này, này. Nó thêm cái gì đấy not null mà, được chưa? Đấy là cái ràng buộc thứ nhất. Một cái loại ràng buộc thứ hai 8.2 đi, thêm ràng buộc default trên cột. Tức là đây ta đang nói đến vấn đề về sửa đổi cấu trúc. Hiện tại thì trong cái này người ta gọi là mặc định là rỗng này, rỗng nó khác với null nhé, được chưa? Đấy,
Vậy thì nếu chúng ta thêm cái ràng buộc default ấy, thì chúng ta sẽ có câu lệnh là enter table tên bảng vật tư. Bây giờ nó lại không phải enter column nữa, đúng không? Mà nó là s constraint. Cái chỗ này chúng ta có thể bỏ qua, default df trên bảng vật tư, trên cột là đơn vị tính, đúng không ạ? Default rỗng, đúng chưa? Nhưng viết như này thì nó lại không hiểu là nó ép vào cái cột nào. Khi nãy câu lệnh create ấy, thì chúng ta chỉ việc default và giá trị là đủ. Nhưng mà bây giờ trường hợp này chúng ta ép cái giá trị mặc định thì viết như này thì bạn sẽ nhìn thấy rằng rõ ràng nó không biết là nó ép vào cột nào ấy nhỉ. Cái này nó chỉ là cái tên bạn đặt thôi chứ nó không có, đúng không ạ? Đấy, thì cấu trúc enter chỗ này ấy, thì nó lại phải có for đơn vị tính, for tên cột. Chúng ta để chúng ta so sánh, khi nãy trên này chúng ta có một cái default này. Đây này. Nãy ta nhìn thấy có cái default đây. Còn cho mặc định họ tên chỗ cột sinh viên, đúng không? Đấy, thầy nhớ là tạo cái cột default như nào đã. Đây đúng không nhỉ? Chúng ta chỉ việc ghi default ha. Bởi vì nó đang là default cho cái thành phần này. Nhưng ở dưới này thì khi chúng ta enter ấy, thì đến đây viết thì nó không hiểu. Nó phải có thêm cái gì? For default. Đấy. Đơn vị tính. Ok. Như vậy đấy là cái thêm cái ràng buộc default tương ứng. Một cái khái niệm nữa là gì? 8.3 thêm ràng buộc check constraint. Ví dụ như là cái cột tỷ lệ phần trăm người ta đang yêu cầu là từ 0 đến 100, đúng không? Thế thì chúng ta thêm trên bảng này nó chưa có. Mỗi khi bạn thêm, bạn có thể kiểm soát lại ở đây, chúng ta sẽ nhìn thấy thêm cái ràng buộc vào enter table vật tư s constraint gì nhỉ, tên ck vật tư trên cột là gì, phần trăm. Đấy. Sau đó đến loại ràng buộc check phần trăm lớn hơn bằng 0 và phần trăm nhỏ hơn bằng 100. Chúng ta có thể dùng between cũng được, đúng không? Tương tự như vậy for anh kỳ cũng thế. Nó chỉ có mỗi cái anh not null ấy là sửa đổi thuộc tính, người ta có enter column. Còn cái default, còn cái check constraint, còn cái foreign key, còn cái private key, còn unique, tương tự. Được chưa? Đấy. Ví dụ như là bạn có thể thêm cái unique 8.4 này, thêm ràng buộc unique. Thì câu lệnh chúng ta tương tự như vậy, enter table vật tư s. Bây giờ thầy không muốn đặt tên nữa thì thầy chỉ viết là gì, unique trên gì, trên cái cột tên vật tư thôi. Mỗi kết thúc câu lệnh chúng ta có lệnh go, ở trên thì ghi con trên đầy đủ, còn nếu bỏ đi thì chúng ta viết đơn giản ngắn gọn như vậy, đúng không? Khá là dễ dàng cho cái các cái ràng buộc. Trong cái việc học các SQL thì chúng ta cố gắng về kỹ thuật thì các câu lệnh là chúng ta viết thành thạo và nhớ một số cái keyword để chúng ta search, đọc trên Stack Overflow, đọc trên doc của Microsoft. Doc của Microsoft thì thường những cái version mới thôi, mới ra thì có thể là một số lỗi nó chưa có phương pháp xử lý. Còn lại thì Stack Overflow thì nó sẽ những người làm kinh nghiệm, người ta sẽ chia sẻ những cái lỗi hay gặp. Với cấu trúc thì nó không nhiều, nhưng mà sau này ví dụ như các câu lệnh truy vấn, thống kê, pivot table hay là các cái SQL, các cái đệ quy trong câu lệnh truy vấn chẳng hạn, sẽ phức tạp hơn.
Đấy. Ok, đúng không nhỉ? Chúng ta xem qua lại một chút cái bài lát để chúng ta xem thêm một số cái phần gì đó không? Hay mặc định rồi, ok. Để sau đó chúng ta sang thêm một cái phần nữa. Một số cái chú ý. Chưa tạo sáng hết kìa. Tạo sáng hết bài kia. Cũng phải tạo và thêm dữ liệu để lấy cái dữ liệu thực hành. Còn khi mà em sửa đổi thì cái tên đấy là đặc biệt nhất đấy. Cái tên này là phải tồn tại ở bản này. Còn cái chỗ này là phải viết tường minh. Đúng rồi. Mình biết cái này tức là nó không cần tiện thì tiện cái nào mình biết cái đấy. Thank you.
theo kiểu vợ mình là ok và đồng chí thì là này quan trọng đấy, đơn giản thế thôi, mình cũng phải đọc thêm các tài liệu để trên đấy đọc và làm. Làm được nhiều chứ. Đến lúc mà chắc hôm nay phải đi một chút bình quân. Tí thì về ra mình. Hôm trước quên lắm. Hôm trước tôi cân bằng. Hôm trước không được nói thêm mấy cái nữa. Mấy cái liên quan đến các store chứ. Rồi ok nhá. Cái việc chính nữa là đấy là cái việc mà chúng ta thực hành để tạo ra nó. Nhưng mà cái việc mà chúng ta quan tâm đến là chúng ta phải hiểu về cái con trên đấy nó dùng để làm gì. Còn sau này lâu lâu không động đến thì nó cũng quên, nhưng mà chúng ta nhớ cái ràng buộc nó phục vụ với cái mục đích gì thì lúc đấy chúng ta có các câu lệnh, chúng ta search thì chúng ta làm. Đó. Cái chính là bạn phải hiểu rõ đó. Một số cái lỗi thường gặp chúng ta cũng sẽ nhìn thấy. Một vấn đề nữa thì mô tả đây thôi, còn một số cái sửa đổi kia thì thầy thôi nhé. Còn cái foreign key, cái primary key thì chúng ta tự tạo một cái. Đúng không ạ? Ta sang cái mục thứ 9 hôm nay đi. Ta sang cái mục thứ 9 là tập trung một vài cái chú ý về cái DML đi. Tức là các cái câu lệnh về insert, về update, về delete. Riêng select thì chúng ta sẽ mô tả riêng một bài, nó đang phục vụ cho các cái truy vấn mà dev hay dùng. Thực tế thì các câu lệnh này dev cũng hay dùng đấy, đúng không ạ? Cái việc thứ nhất là chúng ta chú ý với câu lệnh thêm mới này, insert. Insert thì chúng ta có cái cú pháp đơn giản, ta viết cũng viết rồi đấy, nhưng mà ta đầy đủ hơn về mặt cú pháp insert into tên bảng, đúng không? Thì đây là table name, và bên trong này có thể có hoặc không, nó là gì, danh sách cột, value, nội dung bên trong này là gì, danh sách, giá trị. Danh sách thì cách nhau bằng dấu chấm phẩy, đúng không ạ? Đây là về mặt cú pháp của nó. Hoặc là chúng ta có một cú pháp thêm nhiều dòng, hoặc insert into, và bộ giá trị ở đây thì nó cách nhau bằng dấu phẩy. Đấy. Chúng ta có thể viết nó như thế này. Được chưa? Tức là bạn thêm một bộ giá trị. Cái này thì nó cũng có từ version 2.05. Chúng ta mới có cú pháp này. Còn cái nguyên thủy của nó là thêm từng dòng một cột. Đúng không ạ? Đấy. Nhưng khi thêm ấy, thì chúng ta có một số cái chú ý. À, thêm một cái cú pháp mở rộng nữa, chúng ta có thể thêm nó như sau. Danh sách cột. Và dữ liệu này nó có thể lấy từ một cái bảng nào đấy. Select danh sách giá trị from bảng nguồn, bảng chứa giá trị hay là bảng dữ liệu nguồn. Tức là nó có thể có các cột mà lấy từ cái bảng nguồn đây này. Nó gọi là insert select. Ta lấy từ dữ liệu từ bảng này, ta thêm vào bảng khác. Hiểu chưa? Thì ta có cái cú pháp gọi là insert select. Đấy. Trong cái vấn đề này chúng ta có một số cái ghi chú. Ghi chú cái thứ nhất là cột có ràng buộc duy nhất. Cột có ràng buộc duy nhất là cột gì? Cột primary key và cột gì đấy? Uniquity. Đấy. Cột có ràng buộc duy nhất thì chúng ta thì đấy, không cho phép giá trị trùng nhau, đúng không nhỉ? Dữ liệu
không được phép trùng trên các bản ghi, trên các hàng các bản ghi cũng được. Tức là khi thêm người ta phải chú ý cái việc đấy, đúng không nhỉ? Còn một loại thứ hai, khi thêm mới cho cột có thuộc tính identity, cột có thuộc tính identity thì không được phép thêm dữ liệu trên cột này. Đấy. Được chưa nhỉ? Và một loại cột nữa chúng ta chú ý, cột có thuộc tính not null thì cái cột này là bắt buộc phải thêm dữ liệu. Đấy chưa nhỉ? Những khi thêm mới chúng ta phải chú ý đến một số cái tiêu chuẩn. Khi ta đã thiết lập cái ràng buộc rồi, chúng ta đã phải quan tâm đến là nó tiêu chí dữ liệu, lưu trữ dữ liệu như thế nào. Được chưa? Và ghi chú nữa là cột có ràng buộc default thì cột này là gì? Cho phép không cần thêm dữ liệu. Còn đương nhiên thêm cũng được, đúng không? Cột có ràng buộc default cho phép không cần thêm dữ liệu. Và cột có ràng buộc check thì là gì? Khi thêm sửa, khi thêm sửa thì giá trị phải phù hợp. Đó. Tức là phù hợp với cái điều kiện của nó. Tóm tắt là như vậy. Còn đương nhiên là gì? Giá trị chuỗi thì đặt trong cặp nháy đệnh, nháy đơn. Cặp dấu, dấu nháy đơn nhé, của nháy kép. Còn cột có kiểu ngày, cột có kiểu ngày chúng ta lại phân ra làm hai cái, mặc định, mặc định thêm theo quy định năm tháng ngày hoặc tháng ngày năm. Đó. Tức là cái tiêu chí mà thông thường thiết lập cài đặt mặc định ấy. Thông thường chúng ta cài đặt là cài đặt tiếng Anh, những cái chuẩn ngôn ngữ ra cái giá trị ngày, nhưng mà chúng ta vẫn đặt ra không, đặt trong cặp dấu nháy đơn. Ví dụ chúng ta có là 2020 09 22 hoặc là gì, tháng là 09 22 2020. Tức là chúng ta phải đặt trong cặp dấu nháy đơn, nhưng nó phải theo tiêu chuẩn mặc định khi chúng ta cài đặt. Cái này thì chúng ta có thể thay đổi. Đó. Nếu muốn thêm theo tiêu chí ngày, tháng và gì, năm thì dùng lệnh set date format d man year. Đấy, set date format đầy màn gì? Tức là chúng ta chạy câu lệnh đấy rồi chúng ta mới thêm. Nên bạn nhìn thấy rất nhiều cái mã nguồn mà chạy bằng lệnh code ấy,
là người ta chạy thiết lập cái môi trường trên SQL Server trước, sau đó người ta mới chạy các câu lệnh insert, nó được xử lý trong một cái giao dịch, một cái transaction. Được chưa? Bởi vì có thể là chúng ta thêm trên máy của chúng ta thiết lập là ngày tháng năm, nhưng biết đâu ở trên máy chủ nó lại là tháng ngày năm. Đấy, chúng ta lại thiết lập cái chuẩn dữ liệu đầu vào của nó như vậy, đúng không? Và thông thường thì khi chúng ta hay gặp phải những cái lỗi xử lý dữ liệu với dạng dữ liệu ngày ngày giờ, một số các cái tiêu chuẩn chúng ta chú ý như vậy. Còn số thì đơn giản rồi, đúng không nhỉ? Chúng ta tiêu ở dạng số thôi, kiểu dữ liệu bit chúng ta có 0 1. Đấy là các cái chú ý khi chúng ta xử lý với câu lệnh thêm mới. Ok nhỉ. Đấy. Bạn xem thêm cái phần bài tập mà trong cái có hai cái bài tập phần vật tư và phần sinh viên là mô tả đầy đủ tất cả các cái tính chất mà thầy liệt kê đấy. Đúng không nhỉ? 9.2 chúng ta thực hành chú ý với câu lệnh update. À còn trên này còn chú ý thêm một cái nữa. Đúng không ạ? Code có ràng buộc khóa ngoại, tức là khái niệm về foreign key đấy, đúng không? Thì gì, dữ liệu thêm vào cột, dữ liệu thêm vào cột bắt buộc phải tồn tại trên bảng bên một, tức là bảng có PK hoặc là gì, unique, UQ. Tức là cái foreign key của chúng ta không nhất thiết là nó phải tham chiếu đến cái khóa chính đâu nhé, nó cũng có thể tham chiếu đến cái khóa duy nhất, miễn là nó có cùng kiểu dữ liệu, đúng không? Vậy có những trường hợp là người ta sẽ thiết kế tham chiếu đến cái cột unique. Thì ở đây nếu như mà chúng ta định nghĩa là khóa ngoại là khóa mà nó phải liên kết với khóa chính của bảng khác thì nó không hoàn toàn đúng, đúng chưa? Mà nó có thể là khóa unique, khóa duy nhất. Nhưng ở điều chúng ta chú ý rằng là giống như thầy vừa nói, thêm vào bảng hóa đơn đặt hàng ấy, thì cái dữ liệu trên cột đấy nó phải tồn tại trên bảng nhà cung cấp, thì lúc đấy nó mới dữ liệu mới đúng đắn, được chưa nhỉ? Còn với câu lệnh update thì chúng ta cũng chú ý về mặt cú pháp, đúng không ạ? Cú pháp chúng ta có câu lệnh update tên bảng table name. Đấy. Set column name tên cột bằng gì? Bằng value hoặc là expression. Tức là nó có thể bằng một cái giá trị hoặc là bằng một biểu thức tính toán, chứ không nhất thiết là nó phải bằng cái giá trị cụ thể. Nó lại có thể tính toán từ các cái cột dữ liệu khác nhau, hay là một biểu thức nhân chia cộng trừ gì đấy. Ví dụ ta cập nhật là điểm thi được tăng lên 10% cho những học viên có điểm dưới 5 chẳng hạn, ví dụ thế. Thì nó chỉ là một cái biểu thức tính toán cộng thêm vào thôi, đúng không? Nhưng cái quan trọng chúng ta nhìn thấy đây là cái mệnh đề where, đúng không ạ? Condition, tức là điều kiện cập nhật. Vậy thì chúng ta thử thấy xem là chúng ta thử xem là gì, cái câu lệnh insert và câu lệnh update nó khác nhau ở điểm nào? Thì đấy là đúng rồi. Câu lệnh insert thì là tương tác trên hàng, đúng không? Còn update thì nó lại tương tác ở gì? Trên cột, đúng không? Tức là chúng ta là thêm một hàng như thế. Còn đây chúng ta update là cột, nên là chúng ta mới có cái chú ý dưới where condition. Nếu không có điều kiện ấy thì tất cả cái cột update giá trị giống nhau. Hả? Update theo điều kiện. Nếu chúng ta không có điều kiện thì tất cả các dòng trong bảng đều được cập nhật với cái giá trị theo cái column và value đấy. Nên là nhiều bạn chạy nhầm cái tự nhiên
update hết trong rất khó để sửa lại đúng không nhỉ? Thực ra trên cái môi trường máy của chúng ta là rất khó để lấy lại đấy nhé. Còn trên máy chủ server thì nó có các cái dịch vụ như SQL Server Again, chúng ta có thể roll back, chúng ta có thể phục hồi dữ liệu theo cái dữ liệu là backup định kỳ đấy, đúng không? Nhưng không phải lúc nào ta chạy chúng ta backup luôn đâu. Đấy. Như vậy đấy, chúng ta phân biệt lại cái chú ý nhất là cái ông insert thì ông tương tác trên từng hàng một, còn ông update thì nó là theo điều kiện để nó cập nhật trên giá trị trên các cột và trên tập các cái hàng dữ liệu nào đó, được chưa? Và giá trị hay biểu thức thì nó cũng tuân thủ theo cái giá trị mà chúng ta vừa mô tả ở trong câu lệnh insert, được chưa? Đấy, chỗ này chúng ta có thể thêm cái dấu phẩy vào, tức là bạn có thể update trên nhiều cột cùng một lúc theo cái tiêu chí nào đó. Đây thầy để dấu là dấu phẩy, đúng không ạ? Thôi cái này thì chắc không phải ghi chú gì cả, nó chỉ liên quan đến mỗi cái là ghi chú ý thôi, chú ý khác ghi chú, đúng không nhỉ? Chú ý tức là khi cập nhật giá trị trên cột khóa chính của bảng thì gì đấy, chú ý đến giá trị có ràng buộc khóa ngoại, tức là những cái có thể là nó không cho update, hoặc là nếu update thì nó thay đổi theo tiêu chí như nào. Thì đấy là do cách chúng ta thiết lập cái ràng buộc foreign key, đúng không, quy định về mặt dữ liệu. Như ở đây ta nói là được hay không được thì nó không đúng, đó là do cái bài toán đặt ra là không được phép cập nhật thì nó không update được, chúng ta phải thiết lập cái ràng buộc đấy, đúng không? Chúng ta chú ý đến như vậy thôi. Còn đương nhiên là giá trị trên cột khóa ngoại thì update thì nó vẫn phải gì, nó vẫn phải tồn tại ở trên giá trị ở trên bảng cột khóa của bảng chính, đúng không ạ? Rồi ok, chúng ta xem một cái thứ ba nữa là 9.3 đi, về câu lệnh delete, đúng không? Delete thì có nghĩa là gì? Xóa dữ liệu trên bảng, xóa dữ liệu trên bảng. Cú pháp thì rất là dễ, đúng không nhỉ? Cú pháp chúng ta có delete table name, viết đầy đủ nó là from table name, from tên bảng. Nhưng chúng ta lại chú ý đến cái gì? Where condition. Nếu mà chúng ta không có điều kiện thì có nghĩa là gì đấy? Xóa hết tất cả dữ liệu trong bảng, đúng không? Đấy, nó xóa hết dữ liệu trong bảng. Cũng một cái câu lệnh nữa mà chúng ta quan tâm ở đây cũng là xóa dữ liệu trong bảng, nó gọi là gì đấy? Truncate table. Câu lệnh này cũng là gì? Xóa hết dữ liệu trên bảng. À, delete thì chúng ta xóa theo điều kiện được, còn truncate thì là xóa sạch. Bạn thử phân biệt xem hai cái lệnh này nó lại khác nhau điểm gì nữa, khi nào lại dùng truncate và khi nào ta dùng delete, đúng không? Tức là câu lệnh delete ấy, thì chúng ta xóa dữ liệu trên bảng, đúng không? Nhưng nó lại không giải phóng cái vùng nhớ được cấp phát cho cái bảng đó. Còn truncate như thầy nói, câu tiếng Việt nó là làm sạch, đúng không nhỉ? Tức là nó làm mới cái bộ nhớ trên đối tượng table đấy. Vậy lại có một vấn đề xảy ra nữa là chúng ta chú ý cái trường trên bảng là cột identity ấy. Chúng ta hình dung nhỉ? Cứ mỗi khi bạn thêm vào xong bạn xóa đi thì cái identity nó vẫn cứ tự động nó tăng, chứ nó không reset lại từ cái số trước. Bây giờ nếu chúng ta muốn thay đổi, chúng ta muốn cập nhật lại cái identity là bắt đầu từ 1 ấy, thì chúng ta là dùng cái lệnh gì? Truncate thì nó mới làm sạch cái vùng nhớ được cấp phát cho cái đối tượng table đấy. Đấy là điểm khác nhau cơ bản. Đương nhiên nếu chúng ta xóa hết thì cái truncate nhanh hơn.
đúng không? Đấy. Còn delete thì nó sẽ phải chậm hơn, xóa từng hàng từng dòng trong 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 cái đối tượng lưu trữ đấy. Thì đấy là các cái câu lệnh mà chúng ta chú ý đến khi chúng ta xử lý với các cái loại dữ liệu là như thế, đúng không? Đây là nhiều khi các bạn không để ý đến thôi, khi làm chúng ta cũng chú ý, được chưa nhỉ? Thì trong cái đối tượng như vậy thì trong cái phần bài này thì các bạn có ý kiến gì không nhỉ? Chắc mấy cái này thầy không chạy demo nữa nhé, về làm cho thầy cái phần bài tập này thôi. Trên này nó có đầy đủ về các kiểu dữ liệu. À, trên này còn một cái đây này. Ở trên dữ liệu, người ta gọi là dữ liệu compute by. Đã ai làm cái đấy chưa? Trên cái bảng 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 tồn kho ấy, chúng ta có số lượng cuối này bằng số lượng đầu cộng với tổng lượng số lượng nhập trừ đi tổng số lượng xuất. Thì cái loại này, cái trường kiểu này người ta gọi là trường compute by, trường tính toán. Như vậy rõ ràng trường tính toán thì ghi đây chữ y kia là bị thừa nhé, nó không mặc định, nó sẽ là cái kiểu dữ liệu tổng hợp của những cái dữ liệu được tính toán ở đây, đúng không? Đấy. Vậy thì cái cột compute by ấy thì chẳng hạn như là số lượng cuối này thì chúng ta tính compute by thì nó được đặt bằng mệnh đề AS là số lượng đầu cộng với tổng số lượng nhập trừ đi gì, tổng số lượng xuất. À, thì đấy là cái câu lệnh compute, đúng không? Dùng bằng từ khóa AS chứ không phải bằng dấu bằng. Trong một số tài liệu chúng ta đọc, chúng ta hoặc là yêu cầu ấy, thì người ta ghi là số lượng bằng số lượng đầu cộng ấy, nhưng mà trong câu lệnh thì chúng ta phải dùng bằng AS, được tính toán từ cái giá trị biểu thức đấy, được chưa? Đấy. Ok nhỉ. Đến phần này rồi thì các bạn có thể đọc thêm cho thầy một chút cái slide ở đây này. Cái slide, hai cái slide đơn giản đây này. Data basic và một chút khái niệm về các relational database. À, khái niệm quan hệ thực thể dữ liệu modeling, các thuộc tính tính toán vân vân. Và bên slide số 2 này, tức là trước đây những bạn nào mà học fracture của Epsom thì được bốn slide này, tức là học trong vòng khoảng 2 buổi 4 buổi đấy, cũng liên quan đến các kiểu dữ liệu. Chúng ta xem lại, chú ý so sánh các phép kết hợp giá trị null, các câu lệnh DDL, DML, DCL, đúng không ạ? Các cú pháp tạo bảng, xem qua lại cái tài liệu cũng khá là hợp lý đấy. À, drop table vân vân. Sau đó thì các bạn tạo lại một lần, và một cái phần thứ hai nữa là buổi sau ấy, thầy sẽ dùng hai cái cơ sở dữ liệu này, một là cái quản lý sinh viên, hai là cái quản lý DB. Chúng ta sẽ học khoảng độ 1 đến 2 buổi về câu lệnh select. Đọc trước nhé, đọc trước 1 2 buổi câu lệnh select. Để buổi đấy thầy cũng không đọc trong slide đâu, thầy dạy luôn bằng code thôi. Còn các cái một vài các cái lý thuyết ở trong slide thì các bạn đọc thêm nữa thôi. Được chưa nhỉ? Này có vấn đề gì không? Không thì về xem tiếp nhé. Về xem thầy phần truy vấn. Xem kỹ phần truy vấn dữ liệu. Để khi mà thầy code thì nó nhanh hơn, giải thích nó nhanh hơn.